Hello, xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông chồng Hay Làm à, Ngày hôm nay thì đội ngũ uh, Co đã chính thức uh, Đưa ra cái ngày Mainnet rồi các bạn à, Và Sẽ kết thúc cái chương trình đào này Vào ngày 15 tháng 12 Vào cái um, Cái block là 525 triệu 600 ngàn co các bạn Có nghĩa là các bạn chỉ còn lại hai ngày để đào thôi và sau hai ngày á, các bạn thì những bạn nào đã đạt được 150 cái block chỗ này nè khối nè mà nếu như mà không lấy á không lấy á, thì sẽ bị xóa bỏ luôn có nghĩa các bạn có 3 ngày tối đa tới ngày 18 tháng 12 là các bạn phải lấy nếu như không lấy thì các bạn sẽ mất cái phần co đó còn cái phần co này các bạn thì sẽ vẫn còn nghe thì cái thông báo này nó ở đâu nó nằm ở đây này các bạn các bạn vào một run Update các bạn bấm vào nghe Rồi Từ đây Các bạn chụp hình cho mình Chụp hình cái câu này Nếu như các bạn không biết đọc tiếng Anh á Rồi nếu mà đọc tiếng Anh thì các bạn đọc thôi Dễ lắm The complete finish of score mining is to happen on December à, Cái Việc hoàn thành Việc đào co thì dự tính là sẽ xong kết thúc vào ngày 15 tháng 12 giờ OTC, những người nào mà đang yêu cầu claim thì phải claim trước 18 ngày 18 nếu không thì sẽ bị xóa và cái co của tài khoản người đó sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó thì một cái app Satoshi sẽ chạy ở một cái phiên bản mới và sẽ cho chạy ba cái dự án thử nghiệm mình chuyển qua tiếng Việt mình đọc đi cho nhiều bạn dễ hiểu mà còn mấy bạn kêu mình uh, uh, xài tiếng Anh <laughs> đây um, uh, cái 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 này là cái cái cũ rồi mình cho cái mới đi đây rồi cái câu trên nè rồi mình đọc cho các bạn uh, nghe nghe vì thần thành co sẽ được diễn ra ngày 15 tháng 12 chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng vui lòng yêu cầu co đã khai thác phải kết thúc vào 18 tháng 12 lúc 24 giờ theo giờ UTC các mã thông báo không được yêu cầu sẽ bị xóa. Ứng dụng Satoshi sẽ ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới nhằm mục đích trở thành nền tảng airdrop hàng đầu thế giới và sẽ ra mắt ba dự án thử nghiệm đến tất cả người dùng và dùng thử. Các dự án này sẽ hoạt động trong vòng 7 ngày sau khi giai đoạn thử nghiệm chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu các dự án mới vào ngày 26 tháng 12 có nghĩa là vào ngày 26 tháng 12 là chính thức mainnet nha các bạn chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người cài đặt phiên bản ứng dụng mới ngay đó là cái à, thông báo thứ nhất thông báo thứ hai đây các bạn trong khoảng thời gian sau lần cập nhật Satoshi testnet cuối cùng chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng và mức độ tương tác đáng kinh ngạc của người dùng quá trình nâng cấp của chúng tôi đã diễn ra thành công và chúng tôi đang tiếp tục thử nghiệm cơ chế đồng thuận mới của mình Satoshi Plus. Bất chấp tất cả những gì chúng tôi đạt được, chúng tôi đã phải trì hoãn mainnet của mình để đưa ra sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Cụ thể hơn, chúng tôi đang dành thêm thời gian để mang lại sự an toàn thêm cho mạng của mình. Chúng tôi đã hoàn thành tất cả công việc thử nghiệm và phát triển nội bộ vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, để làm cho chuỗi khối của chúng tôi trở nên an toàn mạnh mẽ hơn, chúng tôi đã thuê hai trong số những kiểm tác viên hàng đầu của toàn bộ thế giới tiền điện tử là list authority và handbook để giúp chúng tôi xem xét đầy đủ cơ sở mã chuỗi khối của mình ngay sau khi chúng tôi nhận được thông qua các kiểm toán viên của mình chúng tôi sẽ lên kế hoạch một lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn đó các bạn thì um, đây, mình vô lại cái thông báo nha rồi có nghĩa là vào ngày 26 tháng 12 là sẽ chính thức chạy Bennett. Nha các bạn. Đó, ngày 18 á, ngày 18 á thì sẽ có thêm 7 ngày để chạy một cái thử nghiệm và cái thử nghiệm này nó sẽ chạy ba cái project nghe Một và ba cái project ở trên à, nè. Đó, nó sẽ cho chạy một vài ba đây các bạn, truy truy test project thì họ sẽ chạy mainnet và họ sẽ cho chạy ba cái project có thể là cái swap hoặc là cái Midas uh, swap, swap iCream swap đó các bạn, hoặc là Midas gì đó. Nói chung là đang có khoảng 13 cái dự án được thử nghiệm ở trên uh, trên uh, cái chuỗi co nha. Rồi thì sau cái thời gian 7 ngày đó, thì nó sẽ phát hành một cái phiên bản chính thức. vào ngày 26 tháng 12 thì lúc đó các bạn sẽ chính thức được sử dụng cái đồng coin này rồi. Thì những gì các bạn hiện tại phải làm đó chính là các bạn hãy khai thác lấy co những cái đồng co cuối cùng nha các bạn Trước khi cái dự án này nó chạm ở cái mốc là 525 triệu 600 ngàn co nghe Đó Nếu như các bạn nào mà đang còn tiền ở trong đây thì lấy hết luôn Ví dụ như các bạn tuyển thợ mỏ, rồi các bạn coi nó còn tiền hay không Nếu còn tiền thì lấy luôn nha Ok, rồi về cái phần thẻ băm thì nếu như có thì các bạn xài luôn còn nếu như nó ít quá những cái này mình còn có một thẻ thôi khỏi luôn đó thì bây giờ là à, các bạn chú ý là hiện tại nó sắp lên mainnet đó các bạn thành ra là có rất là nhiều cái tài khoản họ mua bán họ họ kêu gọi là bán co cho họ nhưng các bạn hãy nhớ rằng cái con này chưa bán được nha yeah. thành ra những người nào mà bán á các bạn là họ lừa thôi bởi vì là cái con này nó cây qua si bằng khuôn mặt đó các bạn thành ra việc mua bán là chưa thể hoàn 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 thiện hoàn thiện nha các bạn khi nào lên mainnet á nó cho chuyển co rồi thì các bạn mới mua bán được nha đó các bạn hãy cố gắng là đợi cho tới ngày mainnet ngày 26 tháng 12 ok thì um, những bạn mình cũng qua đây mình cũng cảm ơn 840 thợ mỏ của mình nè đã theo mình trong hai tháng qua thì uh, mình đã đào được 221 co các bạn từ bây giờ tới ngày mai thì chắc thêm được khoảng 5 co nữa thôi là kết thúc ở 225 co thì uh, tuy không nhiều so với những uh, youtuber khác nhưng mà nó cũng là là cho mình biết sâu và có cái sự ủng hộ của tất cả các bạn ra mình cũng gửi à, lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ mình nha ok thì à, mình chúc cho à, tất cả các bạn hãy à, à, chờ đợi một ngày menet à, lịch sử của à, blockchain nghe các bạn mình đánh giá đây là cái dự án mà có thể là để đời cho các bạn luôn và mình có một lời khuyên là những cái con nó mới lên sàn á thì giá của nó sẽ chưa cao và có rất nhiều bạn có khả năng là sẽ bán nó đi á thành ra là đối với những con và nền tảng này á thì một có một lời khuyên là các bạn có nghèo đói cỡ nào các bạn cũng đừng nên bán nha bán thì bán mấy con coi sàn coi ví coi đồ còn riêng coi blockchain chen đó các bạn là nó rất là hiếm nó rất là khó có nghe các bạn thành ra là là để nghĩ ra được một cái blockchain chen cũng như là À, phát triển được một blockchain như con bi nè Hoặc con con nè Là một cái sự nỗ lực rất là lớn Và người ta tốn rất là nhiều tiền Thành ra nếu như các bạn bán lúa non Có thể nó chỉ có vài trăm đô Hoặc có thể là cả ngàn đô Nhưng mà nếu mà các bạn để trên tương lai Nó có thể là một số tiền rất là lớn các bạn Thành ra là các bạn Đừng có vì Cái lợi trước mắt mà bỏ qua những cái đồng này nha Rất là núi tiếc nha các bạn Rồi mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chúc ko đau main thành công Ok Chúc tất cả sức khỏe